Linh, nhà chị là học sinh của lớp thầy Nhật năm 2003 và hiện tại chị đang là sinh viên của trường Đại học Thăng Long. Chị rất tự hào là năm 2003 chị đã được điểm là 9,25 môn văn. Và chị muốn gửi lời đến các em 2K4 là các em thời gian này thì đừng có quá áp lực quá. Các em hãy cứ thả lỏng bản thân. Và hãy tự tin vào chính bản thân mình thôi. Bí kíp học của chị thì là hãy cứ lên lớp và ghi âm lại lời thầy giảng, rồi nghe đi nghe lại suốt ngày thì các em sẽ nhớ được và ghi chép những ý chính ra là được. Và nếu mà vào phòng thi thì các em, chị chỉ có đúng một bí kíp, đó chính là các em hãy bình tĩnh. Chỉ cần bình tĩnh thôi thì các em sẽ viết được. Rồi, chúc mừng bạn Ngọc Linh của chúng ta. Hôm nay thì chị Ngọc Linh nó về thăm thầy và báo với thầy là chị được 9,25 điểm môn ngữ văn thi đại học năm khóa 2003. Đó. Và thầy cũng biết là ở giai đoạn này thì các bạn học sinh 2K4 sẽ gặp rất là nhiều những cái áp lực. Và thầy tin rằng các em hãy luôn luôn bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Đấy, chúc mừng Ngọc Linh nhá. Yeah. Ok. Chúc em luôn thành công trên con đường mình đã chọn. Và chúc tất cả các bạn học sinh 2K4 năm nay trên khắp cả nước, học sinh của thầy Nhật sẽ đạt điểm cao như chị Ngọc Linh nhá. Chúc mừng các em.